Live bay nè. Đó, tặng hôm nay 15 hộp đổi về 15 lượt, 17 lượt chia sẻ nha. 17 hộp đổi 17 lượt chia sẻ. Đây cho mọi người xem kỹ nè, và em sẽ test cho mọi người xem cây Gucci nhà em tại sao nó lại là tiền triệu nha, tại sao nó là 1,6 triệu. Thứ nhất đập hộp Gucci gem, thứ hai chất chồng là chất chồng Boleroi chống bể nha mọi người nha. Chất chồng Boleroi chống bể mọi người xin xem. Đó, bể vô tư cho em luôn nha. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu bể mà bị bể hay vấn đề gì mang lại đây em hoàn tiền cho, thực sự luôn. Cây này là chồng Boleroi. Mà mọi người biết rồi, Boleroi nó là chồng kính hiện đại nhất hiện nay nha mọi người nha. Nó có khả năng chống bể, chống chảy xước. Vụ Mai ơi, lấy cái này comment 299k số điện thoại cho em nha. Nhận đúng 17 đơn hàng thôi. Còn dơ cây kính là còn nhận đơn nha. Còn bây giờ em hạ cây kính xuống là không nhận đơn nữa nha mọi người nha. Đó, xuất sắc chưa? Ok chị Vũ Mai nè. Rồi, thứ nhất là chất Boleroi chống bể. Thứ hai là có khả năng chân cực, phân cực nha. Hàng bằng chất Boleroi nha anh ơi. Boleroi là gì mọi người có thể lên Google search giùm em nha. Coi Boleroi nó là gì nha mọi người nha. Chồng Boleroi ngày xưa chuyên dùng để cho dân đánh cá, dân đi biển thôi. Anh nào mà hồi xưa làm nghề biển là biết liền nha. Nhất là những cái mà gọi là anh thủy thủ á. Bây giờ Boleroi nó ứng dụng nhiều hơn trong cuộc sống hiện đại rồi. Nó là bây giờ người ta ứng dụng cái chồng Boleroi vào làm chồng kính. Nó có khả năng thứ nhất chống bể, chống chảy xước. Thứ hai, nó giúp cho mình phân cực bề cong ánh sáng. Đó, nhìn kỹ giúp em chưa? Và giúp cho mình cắt được các tia sáng chói khi đeo chồng Boleroi là thứ nhất. Thứ hai, cải thiện tầm nhìn khi sử dụng kính. Và thứ ba là nó giúp cho mình là chống chói cực kỳ tốt nha. Thích hợp cho những anh chạy xe ngoài đường luôn. 299k số điện thoại cho em. Đây, test UV đầy đủ cho mọi người nè. Chống UV chuẩn 400 cho em nha. Đó, xuất sắc không? Và đặc biệt cây này form mang lên rất đẹp, đơn giản thôi nhưng mà mang lên cực kỳ đẹp, có logo Gucci hai bên nè, thấy chưa? Cây này á em tặng cho mọi người vì sao? Thứ nhất, nó không kén giới tính, nam mang được, nữ mang được. Thứ hai, nó không kén độ tuổi, già mang được, trẻ mang được. Thứ ba, nó không kén khuôn mặt, form giọt nước bất cứ khuôn mặt tròn, vuông, dài gì đều mang được cho em. Và thứ tư, nó rất dễ phối đồ và phù hợp với mọi hoàn cảnh, đặc biệt rất thích hợp đi du lịch luôn. Cây này rất nhiều cặp nam nữ yêu nhau đã vô shop em vào hốt cây này về đeo cặp với nhau rồi nha mọi người nha. Đặc biệt là những cặp vợ chồng gọi là mới cưới xong kiếm kính mà đi tuần trăng mật đó mọi người, chụp ảnh sống ảo này nọ, rất thích cái này. Nhìn này, nhìn nó này, nó thiết kế Gucci nó thiên về sự đơn giản, sang trọng, thanh lịch, đẹp chưa? Nhìn thẳng, nhìn nghiêng, thực sự không chê vào đâu hết luôn mọi người. Đó, về cho em nha, đập hộp Gucci luôn giá 299k. Cho ai comment nhanh nhất thôi, bây giờ em chuẩn bị ngưng nhận đơn cho mọi người nha. Chị vừa nhận sách tay nam, sách tay nữ, đẹp mê luôn và được free ship. Ok, cảm ơn chị yêu Trang Nguyễn đã lên feedback cho em nè. Rồi nha, Gucci nè mọi người nè, đập hộp thấy không, bên trong hộp nhung, khăn lau, thẻ bảo hành. Và bây giờ em chuẩn bị qua mẫu nha. Cây này 299k nha Võ Thanh Tuyền ơi. Em nhận thêm đúng 3 đơn hàng nữa và bây giờ em thông báo em ngưng nhận đơn qua mẫu nha. Khách lưu ý giùm em, không phải lúc nào cũng có kính 299k bán đâu. Lúc nào cũng bán 299k, thực sự em sập tiệm rồi. Em chỉ lên tặng trên livestream cho đúng số lượng người em thông báo thôi. Và em hạ kính xuống là không nhận đơn. Inbox của fanpage đến cửa hàng giá 1,6 triệu giùm em. Thực sự 1,6 triệu gọi là giá hữu nghị hơn shop khác rồi. Shop khác bán cây này 1,8 triệu, 2 triệu không à. Rồi ok nè, qua mẫu nha. Mặt nhỏ đúng không, mặt nhỏ xíu nữa có